Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên đây ba anh em mình buổi chiều cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, buổi tối thì bình an. Thì hôm nay tí Tùng ăn đồ chơi của bé. Quá lố. Anh mua là 3 kg kem, đếm thử là được bao nhiêu cây ha. Rồi hai đứa đếm đi. 4. 2. 4 5 6 8 10 12 4 6 8 20 22 24 26 25 28 30 32 30 34 10 34. Rồi, nhỏ nghe 34 cây ha. Wow. Rồi đó. Đi khóa chưa wow. Ừ. Nghe đánh lên Tùng đó, đánh Tùng móc lộn à. Đó, đứng lên chơi từ qua ha. Trời nóng mát, trời nóng ăn này cho mát mẻ. Có cái hồi đi một cây vậy là tí viên thẳng kéo qua lại tí. Đó vậy đó tí. Hai đứa lột cứ bỏ lại dưới sàn này chút xíu quét. Cái sàn nhà của mình không sao. Nè, bây giờ thế này. Mà trời thì cần nha. Bây giờ thôi, bây giờ trong vòng 30 phút đứa nào ăn được nhiều hơn thì đứa đó thắng thôi. À. Nha. Trong vòng 30 phút nha. À. Rồi, xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng kem. Xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn dùng kem nha em. Nha, đơn giản, đứa nào thắng ăn nhiều hơn thì đứa có năm xỉu thôi. À. Nha. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị chưa? Rồi, bóc bên thẳng. 1 2 3 lụm. Trong vòng 30 phút, đứa nào ăn nhiều hơn thì đứa thắng. Lâu rồi. Nói nghe mà là 34 cây. Hôm nay thử thách ăn kem, ăn đồ chơi cho lúc này trời nắng nóng quá mà ăn kem. À, hơi găng. Hơi găng hả? Mau nhìn Tung. Cái này thiếu nước đá quá chứ anh. Wow. Kem mà thấy nó cứng được. À, mình là... Đi, thầu quyên ha. Cái này có quyền có quyền trợ giúp người ở ngoài cuộc, có quyền trợ giúp không ta? Không. Chúc hai đứa ăn ngon miệng nha. Đi vô ạ. À. Xong ăn trong vòng 30 phút rồi thì anh đếm lại. Tôi đếm lại nhiều hơn thì đứa thắng thôi. Hôm nay trời nóng nực quá rồi. Nóng nực quá ăn kem. Nóng dữ ha tí, hôm nay cho ăn lạnh mà tí. Ừ, ăn lạnh thử coi sao. Ăn nóng vô ngay thế một tí rồi cũng được. Ừ, hôm nay ăn lạnh. 68 cây kem. Hồi sớm mình mua mình cũng hỏi kêu nhờ chủ bán cân giùm mình là 68 cây kem này là 3 kg. Mình mua kem ký, chỗ mình không có bán kem ký, nên ra mình mua kem cây luôn. Trời đúng lực quá, ăn kem cho mát. Mà mát thì mát một hai cây mát, còn cái này một đống. Cái này nóng luôn đó. À, nhiều khi là thử thách thì phải có cái độ khó chút xíu. Chứ mà thử thách mà bình thường quá thì không gọi là thử thách. Hai em cũng cố gắng vượt qua nha. Được. Trong vòng 30 phút. 30 phút thử rồi. Em nào ăn được nhiều hơn. Cái này chịu không cay mà không nóng. Mà cái này lạnh. Ăn ơi găng luôn á. Không phải ơi găng mà chua ơi găng mà lạnh quá ơi găng. Hồ Duyên. Hồ Duyên hả? Cào cái cù vô sạch nha. Không có chen gian nha. Gian nha. Thôi cô loa. Mấy thằng cối bữa nay nó la lào lắm rồi. Lạnh quá lạnh hả? À, bảo quá. Trời nóng nực ăn kem là thượng sách luôn đó.
Mình ở đây giờ nóng quá nóng, ba mấy 40 độ. Chưa rồi tới giờ. Mày mong chơi dụng ngay nước đá nữa. Rồi nhà đá không, không chơi. Chạy rồi. Nói đi. Mới đâu ra thì chạy. Thấy Tùng ăn bù lẹ, ăn keo bù lẹ. Không được, anh Tùng lại gì anh Tùng. Ngoài tại trời nắng đó luôn á. Nắng nóng, nóng quá. Quýu quá khét, cũng lộn đầu. Mấy anh còn cứng lạnh. Ơi gần. Lạnh lạnh buốt cái gần luôn. Đừng đập cái bàn chị Trung, đập bàn máy cục qua em. Đồng dính cái cây cũng ngắt. Ăn này uống nước một tí. Không. Không biết thổi nữa, thổi luôn á. Lạnh quá thổi rồi. Nóng thì cũng thổi rồi, lạnh cũng thổi vậy. Cây trắng trắng hay cây gì vậy ta? Khé coi. Là quýu quá lộn đồng nữa rồi. Quá rồi, nước đá đồng quá nè. Dâu. Mặn cầu lại chua quá luôn. Rất dày quá. Ngon. Mùi môn ngon quá. Kem lạnh buốt luôn, hai em ăn tóc hành luôn.
Tê chân. Tê không gân hả? Tê chân. Nhanh quá. Ăn chậm thì thua. Ý bỏ lộn luôn, quýu quá bỏ lộn luôn. Lại đây hồi mình quay xong mình quét hốc. Bóp bóp rồi cái nào là cái đầu nữa nữa. Nó dạ lấy dạ lẹ lắm. Gì không ăn mấy cái dầm dầm đó. Bữa nay ăn kem về cái con mà nó coi nó thấy nó đòi ăn kem nó quá. Cứ ngồi hết vậy cầm về cho nhỏ ăn cây hai cây. Cái này trời nóng được mấy đứa nít tự khoái ăn kem. Ăn xong biết làm gì không tí? Ừ. Ăn xong biết làm gì không? Ừ. Giặt phơi nắng. Cho nó tan à? Dạ, không, mình ăn xong á mình ra mình phơi nắng. Cho nó tan cho không? Nó nóng rồi, cho nó nóng cho lại. Anh nghĩ chắc cho nó tan lý do là em ăn cái kem này nó còn đông mà. Kéo xích qua đây. Lấy họ bóc lộn. Còn hết bóc luôn nha. Hỏi được tao mới cho nguội luôn mày. Nó chảy luôn rồi. Mau hay mau chảy. Trắng trắng này mảnh cầu hay quá, ăn nhanh quá. Nhưng mà hỏi tỷ lỡ 30 phút mà hai đứa ăn, đứa nào hết trước cho gần 30 phút thì cũng có quyền thắng nha, chứ không phải là cho tới tầm 20-30 phút mà quầy ha. Nghĩ là hai đứa ăn trước 30 phút rồi. Mình nghĩ là lạnh quá em ăn chậm mà cũng quá nhanh. Đúng rồi. Ăn quá nhanh. Đúng rồi. Rớt bỏ đi. Nãy giờ anh ăn là mấy cái tay nó hứng á vậy á. 13 phút rồi. À, còn có mấy cây à. Ừ, quá nhanh luôn.
còn gần nghĩ chắc ngang ngang nhau á. Tỉ tề 2 4 6 8 11 thì chung 2 4 6 8 11 12 thì chung 12 cây ngang nhau. Quan trọng khúc cuối này 11 12 tiếp. Chảy. Cái sầu riêng cái gì vàng vàng riêng sầu riêng cái tí ơi quá tí miệng ngon rồi. Nó chảy á. Bắt đầu nó gung rồi đó, nó lạnh á. Nó lạnh lắm. Không ai ăn kem giấc này cũng phải giấc này 11 giờ mấy 12 giờ chưa à. Trời đường quá nóng, không có miếng gió luôn. Làm gung như tí lạnh quá lạnh rồi. Nói người ta mình đây muốn đánh bồ cạp luôn rồi. Cầm cái kem mà nó gung. Và giữ luôn. Chung nhất là siết rồi. Mạnh quá vậy hả? Quá hay. Đứa còn 4, đứa còn 5. Rồi nó chạy hết luôn rồi. Quá. Còn được mấy ngàn quá. Lâu, lâu, còn lâu. Cây không à. Cây vậy lâu quá nó chảy à. Mới có mười mấy phút mà chảy hả mau hả.
thì chu gấp quá. Cung qua xe không được. Nhìn gì quá hay luôn rồi. Sáu mươi tám cây kem trong vòng 20 phút còn thành, có dữ luôn. Cái mồi dưới này hết cảm giác luôn rồi. Hết cảm giác rồi. Rồi ben hết giờ. 14 phút, 19 phút, 19 phút, 18 giây. Xì chum còn 2 cây, tức là xì chum về sau đây xì chum. Rồi. Chấp nhận. Chấp nhận phải không? Lạnh lạnh dữ không em? Xì chum. Cái môi, cái môi lạnh mà tới tím luôn. Không tiền mà nó rung luôn á. Hồi đó em ra trên chung 200 hả anh Tùng? Cảm ơn em. À, lạnh lắm sao mà rung dữ vậy đi. Quá chứ lạnh. Bây giờ mình ra mình chạy chạy đua nè. Tại giờ thường á là cũng team mình á là anh Ba với xì chum là tay rung. Hôm nay tí rung luôn. Quá nói, lạnh. Lạnh quá hả? Sao? Mấy anh em mình ở đây cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian với báo xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe dồi dào. Chào, hẹn gặp lại, bye bye.